LED nội thất cho Kia Carnival. Xe sẽ được trang bị LED nội thất ma trận ở các vị trí là túp lô, túp bi, hộp để đồ nè, tay nắm cửa, sàn xe, cần số và hộp để nước. Sự khác biệt giữa LED nội thất ma trận và LED thường là có thể điều khiển màu theo từng vùng. Giống như ở đây túp lô chúng ta có thể điều khiển một màu khác, nhưng mà ở dưới sàn xe hoặc là để đồ này nè, chúng ta sẽ điều khiển một màu khác nữa tùy theo sở thích của mình. Mình sẽ thay đổi màu sắc của LED dễ dàng thông qua app trên điện thoại hoặc là nút bấm trên xe ha. Đây. Ở đây sẽ có các chế độ ma trận nè. Trên app thì chúng ta có thể điều khiển màu sắc theo từng vùng ha. Đây. Hoặc là cái cường độ ánh sáng. Mình sẽ kéo đây ha. Lắp LED nội thất cho xe sẽ làm khoang xe của chúng ta trở nên lung linh hơn, giải trí hơn và đẹp mắt hơn.